Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao có sự phân biệt đối xử giữa Ngọc Trinh và anh em cơ nghiệp? Ngày 21 tháng 10, báo tuổi trẻ có bài Thực hư quốc cơ, quốc nghiệp, vừa chạy xe, vừa siết chồng đồng. Theo đó, ngày 21 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh video ghi lại cảnh hai nghệ sĩ Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, diễn viên xiết chạy xe hai bánh không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn chồng đầu lên nhau theo báo tuổi trẻ sau khi hình ảnh video lan truyền nhiều ý kiến cho rằng hành động trên là không đẹp và nguy hiểm và dù màn trình diễn được ghi trong video là được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào nhưng cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ tuy nhiên tìm kiếm một vòng trên mạng xã hội không thấy lời chê bai nào dành cho hai nghệ sĩ siết này như tuổi trẻ đề cập mà chỉ thấy những bình luận có tính châm biếm như sau mất trinh sẽ mất luôn cơ nghiệp của doanh nhân phan châu thành ở ba lan hay tao tuyên bố tất cả những ai đưa ảnh quốc cơ quốc nghiệp lên mạng là thế lực thù địch chúng bay bôi cho trách cháu vào tư pháp chiều nay hay gì của luật sư đặng Đình Mạnh. Tất nhiên, những sự châm biếm này là nhắm vào chính quyền chứ không phải nhắm vào Ngọc Trinh hay hai anh em cơ nghiệp. Tuổi trẻ cho biết, hình ảnh chồng đầu chạy xe máy là để quảng cáo cho một dòng xe máy mới. Việc thực hiện quảng cáo này cách đây khoảng 2 tháng, trong điều kiện chỉ biểu diễn để lấy hình ảnh, có bảo vệ xung quanh, không ảnh hưởng đến công cộng chung. Thực ra hình ảnh biểu diễn của hai anh em quốc cơ, quốc nghiệp sẽ không gây quá nhiều chú ý nếu không có vụ bắt giữ Ngọc Trinh vào ngày 19 tháng 10. Với lý do biểu diễn xe mô tô trên đường và bị ghép tội gây rối trật tự công cộng. Báo tuổi trẻ cho rằng, có ý kiến cho rằng quốc cơ, quốc nghiệp là nghệ sĩ siết, động tác chồng đầu giữ thăng bằng, được xem là thương hiệu của hai chàng trai. Vì vậy, hai nghệ sĩ siết luôn phát huy động tác này trong rất nhiều sự kiện vì là nghệ sĩ siết nên họ mới thực hiện những động tác đó không mong muốn hai anh em nghệ sĩ cơ nghiệp gặp chuyện xấu nhưng có thể thấy hai anh em này cũng thực hiện màn biểu diễn trong clip ở ngoài đường không phải trong rạp siết hay trường đua cụ thể báo tuổi trẻ cho hay đó là một khu chung cư ở phường an khánh thành phố thủ đức và đây là hình pha biểu diễn của ngọc trinh và anh em cơ nghiệp. Điều này cũng hoàn toàn giống trường hợp của Ngọc Trinh, cũng biểu diễn ngoài đường và mang tính dàn dựng để quay phim chụp hình, hoàn toàn không phải nơi đông người. Không biết công an sẽ xử lý trường hợp của hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp như thế nào, nhưng qua giọng điệu của báo chí nhà nước có thể thấy rõ có sự phân biệt đối xử giữa Ngọc Trinh và hai anh em cơ nghiệp. Đối với Ngọc Trinh Báo chí sử dụng ngôn từ mang tính chụp mũ, đào to búa lớn, mạo danh cộng đồng mạng phê phán cô, rồi dùng rất nhiều luật sư nhà nước phát biểu phân tích về mức độ nguy hiểm này nọ. Cứ như thể cô phạm tội tài tình. Trong khi đó, ngôn từ sử dụng trong trường hợp của anh em cơ nghiệp thì cực kỳ nhẹ nhàng. Nào là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nào là thương hiệu, rồi còn dẫn cả hãng xe để khẳng định chỉ quảng bá sản phẩm không có mục đích nào khác. Điều này càng cho thấy rõ ràng hơn, Ngọc Trinh bị bắt không phải vì chạy xe mô tô biểu diễn ngoài đường, cô bị bắt vì người ta nhắm vào cô. Tuy nhiên, lý do vì sao cô bị nhắm vào thì còn phải chờ xem những động thái tiếp theo của cơ quan công an. Theo cư dân mạng có ý kiến cho rằng, người ta muốn khui đường dây mại dâm sau lưng cô, cũng có ý kiến cho rằng người ta nhắm đến khối tài sản triệu đô của cô. Lại có ý kiến khác rằng, đơn giản cô bị bắt vì cô quá nổi tiếng, mà đảng luôn coi người nổi tiếng là mối nguy tiềm ẩn đối với họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao có sự phân biệt đối xử giữa Ngọc Trinh và anh em cơ nghiệp? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Doanh thu phim đất rừng phương Nam sụt giảm mạnh, khó có thể đạt kỷ lục. Báo tuổi trẻ ngày 20 tháng 10 loan tin Doanh thu đất rừng phương Nam sụt giảm không thể so sánh với nhà bà nữ. Theo đó, trong tuần, doanh thu của đất rừng phương Nam tăng chậm so với một bộ phim viral trên nhiều nền tảng và có chủ đề thảo luận mới mỗi ngày. Được biết, bộ phim viral là một bộ phim kinh dị của Thái Lan xoay quanh trò chơi trực tuyến săn ma có tên là Ghost Hunt. Tuổi trẻ dẫn trang box office Việt Nam một trang tổng hợp phân tích dữ liệu doanh thu của các phòng chiếu phim trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho hay, tính đến 10 giờ ngày 20 tháng 10, doanh thu của đất rừng phương Nam ghi nhận khoảng 73 tỷ đồng sau gần 7 ngày chiếu. Trong tổng doanh thu này, 3 ngày đầu tiên có doanh thu gần 45 tỷ đồng chiếm hơn một nửa. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi trẻ. Báo Tuổi trẻ cho hay, ông Nguyễn Khánh Dương Người sáng lập đơn vị đo phòng vé độc lập này nhận định, doanh số đất rừng phương Nam trong tuần từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 duy trì ở mức khoảng trên dưới 5 tỷ đồng mỗi ngày. Tốc độ tăng doanh thu đã sụt giảm so với 3 ngày đầu tiên từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, cũng là những ngày cuối tuần, thu khoảng 14 tỷ mỗi ngày. Theo tuổi trẻ, do kỳ vọng về bộ phim rất cao, nhiều khán giả đã so sánh doanh thu của Đất rừng Phương Nam với hai tác phẩm kỷ lục doanh thu khác trong năm nay là Nhà bà nữ và Lật mặt 6. Từ đó cho rằng tốc độ tăng doanh thu của Đất rừng Phương Nam là sụt giảm mạnh. Còn nếu xét trên phương diện một phim chiếu vào tháng 10, giai đoạn thấp điểm của phòng vé Việt Nam thì Đất rừng Phương Nam không quá tệ. Báo Tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời ông Nguyễn Khánh Dương nhận định theo đánh giá của tôi, đây là doanh thu ở mức chấp nhận được, bộ phim chọn ra mắt vào một tháng thấp điểm nên chúng ta không thể so sánh Đất rừng Phương Nam với Nhà bà nữ, công chiếu dịp Tết hay Lật mặt 6, công chiếu đợt nghỉ lễ 30 tháng 4. Phù hợp nhất để so sánh với Đất rừng Phương Nam là Tiệc trăng máu, cũng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ra mắt trong thời điểm tương tự vào năm 2020 tôi nghĩ việc đất rừng phương Nam đoạt danh số tương đương tiệc trăng máu là hoàn toàn khả thi. Và đây là hình nhận định khác trên báo Tiền Phong. Báo Tuổi Trẻ cho biết, năm 2021, tiệc trăng máu có doanh thu hơn 175 tỷ đồng khi ra mắt vào tháng 10. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, thống kê của Box Office Việt Nam cho thấy một điểm khác biệt giữa của đất rừng phương Nam so với hậu hết phim Việt trăm tỷ đó là doanh thu phim không mạnh ở thị trường phía Bắc. Theo thống kê của chúng tôi, doanh thu của bộ phim tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng doanh thu toàn quốc. Doanh số tại Hà Nội chỉ bằng 1/6 doanh số tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Khánh Dương cho biết. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, đất rừng phương Nam vẫn có khả năng góp mặt trong top 5 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt Nam năm nay. Trước mắt, năm 2023 đã có 4 phim ăn khách là Nhà bà nữ, Lật mặt 6, Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy. Box Office Việt Nam đang đợi xem Đất rừng Phương Nam hay Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ ra mắt ngày 3 tháng 11 sẽ là cái tên tiếp theo trong top 5. Nếu điều đó xảy ra, năm nay sẽ là năm đầu tiên Top 5 doanh thu phòng vé Việt Nam của Box Office Việt Nam đều là phim nội địa, vẫn theo báo tuổi trẻ. Tuy nhiên, báo Tiền Phong lại có nhận định khác. Theo đó, Tiền Phong cho rằng đất rừng phương Nam đang có mức doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng, không còn bùng nổ như những ngày đầu, tốc độ tăng trưởng cũng chậm, lại bị một bộ phận khán giả phản đối đòi tẩy chay. Do đó, doanh thu của tác phẩm này khó tái lập hoặc vượt qua được kỷ lục của các phim Việt đã ra mắt vào nửa đầu năm nay như Lật Mặt Sáu hay Nhà Bà Nữ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Doanh thu phim Đất Rừng Phương Nam sụp giảm mạnh, khó có thể đạt kỷ lục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Báo.Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới